Chào các em. Ok, hôm nay anh sẽ lại cùng với sư tử này, gà và rùa đi vào trong quầy nha các em ơi. Wow, đẹp chưa này, hay quá này, hay chưa? Wow, hôm nay anh sẽ trang trí cho cái căn nhà này cực là đẹp luôn. Cho con rùa lên màn hình này cho nó đẹp này. Wow. Bây giờ là anh sẽ... đây chế độ lần đầu các em ạ. Wow. Biến tóc ra này các em ơi. Tóc này, vào đây, ra thực tế, ở tóc mới luôn, hay quá, hay chưa, ngồi ra ghế này một tí này, cho con gà vào đây xem, không ra được gì đâu các em ạ, làm kiểu tóc mới cho em này. Nhạc ở đâu kêu vậy nhỉ? Làm bộ tóc mới cho em luôn. Toàn đồ đẹp thôi này các em ơi. Kiểu tóc mới này. Wow, rất là đẹp luôn. Anh này không có tóc này. Cho em nhỏ lên đây, chế tạo tóc cho em luôn nhá. Đây nào, không có tóc này. Rồi. Hai kiểu tóc mới cho các em này. Wow, thành con gái rồi các em ơi. Đây nữa này. Kiểu này nhá, hay là kiểu này. Wow, tuyệt vời. Nào. Wow. Wow wow. Toàn tóc đẹp thôi các em ơi. Ôi cụ già này, quá trẻ luôn. Không đúng rồi, tóc râu bạc phơ luôn. Men lì chưa? Đây ông cụ non này các em ơi. Trang trí cho cô chủ đây nào. Trang trí cái bộ tóc nào nhỉ? Đây nhá. Rồi các em ơi. Rồi. Đấy. Tiêu tiêu, tắt nến đi này. Bật hết nến lên cho nó sáng. Tắt đèn đây. Tắt hết đèn đi các em ơi. Rồi. Tối om luôn này. Bật đèn lên nào các em ơi. Tắt đài đây, đài kêu quá. Bật đèn hết lên nào. Rồi. Trang trí lại một bộ tóc nữa nào. Rất nhiều kiểu bộ tóc đẹp này các em ạ. Đây, thành con trai luôn. Hay quá, con gái thành con trai luôn này. Wow. Đấy, hay chưa? Đọc sách đây.
Rồi, chúng ta sấy tóc cho em này nào. Xì 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 xì. Nhuộm tóc này các em ơi. Hay chưa? Ngồi đây để nhuộm sang màu nào. Không, cái đấy cùng màu rồi. Sang màu đỏ, màu hồng đi. Thế thành màu xanh rồi. Hai cái màu xanh. Tuyệt vời. Rồi, chào các em.